xưởng gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Vâng thưa quý vị, hôm nay Mộc Nam Huy chuẩn bị xuất xưởng một bộ ghế salon Minh Quốc Đào Chim cột 12 và một chiếc kệ tivi chất liệu gỗ hoa đỏ tự nhiên 100% 24. Đây là hai sản phẩm được Mộc Nam Huy sơn hoàn thiện và chuẩn bị bàn giao cho anh Thông ở thành phố Hồ Chí Minh. Vâng thưa quý vị, hôm nay Huy sẽ quay lại và cũng như báo giá đến quý vị về hai sản phẩm này quý vị nhé. Đây là hai cái sản phẩm mà Mộc Nam Huy đã từng có các cái clip rồi. Đây là những cái bộ minh quốc đào chim với các cái phần có đào chim được đục rất là đẹp quý vị nhé. Các cái mẫu minh quốc đào chim cột 12, bản tựa tứ quý, tùng cúc trúc mai, tay cột 12, đặc nguyên khối, không tâm, không giật và được Mộc Nam Huy làm theo tiêu chuẩn tay nghe. Và tất cả các cái phần tay nghe này đều là tay nghe liền, liền nguyên khối không ghép quý vị nhé. Và tay nghe là tay nghe 7, tay nghe 12. Mặt vén dày 2 phân liền hoàn toàn, không chắp ghép đằng sau. Sản phẩm nền vai được đục dạ tai bèo hoa lá tây. Và thêm những cái chi tiết nữa đó là các cái phần chân đôn được Mộc Nam Huy làm. Quý vị có thể nhìn từ đằng xa thì chân bàn, chân ghế, chân đôn, chân băng là tất cả là dàn chân 12. To đồng đều và cân xứng với nhau. Trên các mẫu minh quốc đào thì các cái phần tay nghe liền nguyên khối nó thể hiện rằng đây là những cái bộ ghế làm trong phân khúc cao nhất, trên những cái phần giá trị nhất quý vị nhé. Hàng 6 món bao gồm 2 ghế đơn, một chiếc bàn có 2 hộp kéo, một đôn cao hộp kéo, một đôn thấp không hộp kéo và một chiếc ghế băng dài, bản băng là bản đa tượng. Đi kèm với sản phẩm là một chiếc kệ tivi cột nho. Xin báo giá cho quý vị bộ ghế trước, đây là bộ ghế có giá là 40 triệu quý vị nhé. Một bộ ghế mà đã rất là quen thuộc đến quý khách hàng, nếu như quý vị đã từng xem các clip của Mộc Nam Huy. Nhìn từ xa quý vị có thể thấy rằng đây là một cái bộ ghế mà nó rất là đẹp và nó ăn tiền rất là nhiều ở các cái phần tay nghe liền nguyên khối. Nhìn cái bộ ghế nó to, nó vững vàng hơn rất là nhiều so với những cái bộ ghế thông thường. Tiếp đến là chiếc kệ tivi cột nho 2m4. Đây là một chiếc kệ được làm theo tiêu chuẩn cao nhất, đó là tiêu chuẩn cánh đục tứ quý và là cánh đục sâu. Quý vị có thể nhìn thấy rằng ở đây là cái cây tùng này, quý vị nhìn này, ở đây anh em thợ đục rất là sâu. Cái bản bao lam trong này được làm với độ dày 2 phân quý vị nhé, và độ đục sâu và bên trong lên tới là 1 phân rưỡi, nên quý vị có thể nhìn thấy các đường nét đục chạm rất là sâu và rất là sắc sảo quý vị nhé. Cây trúc này quý vị xem này, các cây trúc này được đục cùng với con chim thì quý vị thấy này, độ đục chạm rất là sâu. Cây cúc đây quý vị xem đây, tùng trúc cúc mai, quý vị nhìn này, tất cả 4 cái bông này đều được anh em thợ làm đục rất là dày. Và đây là một cái bộ mà quý vị khi quý vị sở hữu chiếc kệ này, quý vị cũng sở hữu luôn một cái bộ tranh tứ quý rất là đẹp, độ đục chạm rất là sâu. Hàng này là hàng đục dày quý vị nhé. Đây là chiếc kệ 2m4 có giá là 13 triệu 500. Cả hai sản phẩm thì đã được Mộc Nam Huy chuyển giao cho anh Thông ở thành phố Hồ Chí Minh ngay trong ngày hôm nay. Huy đã báo giá chi tiết công khai đến quý vị về hai sản phẩm này. Còn bây giờ thì anh em sẽ chuyển các cái sản phẩm này lên xe để đi bàn giao cho anh. Vâng, cảm ơn anh Thông đã ủng hộ hai sản phẩm này của xưởng gỗ Mộc Nam Huy. Cảm ơn quý khách hàng đã thường xuyên theo dõi kênh YouTube và ủng hộ cho Mộc Nam Huy quý vị nhé. Hiện giờ thì anh em sẽ chuyển các sản phẩm lên xe để đi bàn giao cho anh. Xin được chúc tất cả quý vị một ngày tốt lành. Cảm ơn anh Thông một lần nữa. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong các video kế tiếp của xưởng gỗ Mộc Nam Huy.